À nhá, hôm nay ngồi đây thì chém gió sâu về chiếc New Mark 12 của Apple. Rất nhiều bạn hỏi mình là liệu chiếc New Mark mình đang có trên bàn đây, một sản phẩm mà mình thấy trên thị trường giá bán khá đắt, liệu chiếc máy này nó dùng, thứ nhất các bạn hỏi là nó phù hợp với công việc gì và cấu hình của nó liệu có đủ để chơi game hay làm đồ họa hay không, mà tại vì sao nó lại đắt như vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài mình phân tích chung với dòng sản phẩm The New Mark 12 của Apple. Thưa các bạn, là nếu nó thực tế mà nói thì The New Mark 12 nó là một sản phẩm với mình có lẽ là một câu hỏi lên đặt ra, đây có phải là một dòng sản phẩm bỏ đi của Apple hay không. Nếu thực tế mà nói, hiện trên thị trường có cái giá bán phiên bản 2017 đi, mình đang thấy hầu hết các hệ thống siêu thị đang bán ở mức từ 27 đến 30 triệu đồng tùy vào hệ thống siêu thị đang bán ra. Một cái cấu hình theo như mình phân tích thì nó như nào nhỉ, không khác gì một chiếc máy còi cả. Bởi vì bên trong chiếc máy này chỉ được trang bị vi xử lý Core M cho phiên bản 2015, Core M3 cho phiên bản 2016 và Core M thế hệ mới hơn một chút cho phiên bản năm 2017. Và phiên bản cao nhất của nó có Core i5 và Core i7, có giá bán trên thị trường rất đắt đỏ. Giá bán của nó lên đến 32 đến 35 triệu đồng. Thì các bạn sẽ chấm hỏi là phiên bản này có đáng đồng tiền bát gạo để mua hay không. Và bây giờ hãy cùng mình phân tích dòng sản phẩm New Mark 12 của Apple. Thưa các bạn, trên bàn của mình đây đó là hai sản phẩm New Mark 12. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có màu gold này, màu silver và thêm một màu nữa đó là màu vàng hồng. Còn thêm một màu silver thì nó sẽ giống màu trắng như này đây, các bạn có thể nhìn đây. Trọng lượng của máy thì nó chỉ 900g với toàn bộ lớp vỏ bằng hợp kim nhôm, táo màu chrome. Lần đầu tiên có loại táo như này, đó là sản phẩm New Mark dòng 2015. Ưu điểm của dòng này cực nhẹ và thời lượng pin khoảng 10 tiếng, mình đã nói rồi. Nhược điểm thì các bạn có thể thấy là duy nhất chỉ có một cổng USB Type-C như này để chúng ta vừa cắm sạc và kết nối các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Bởi vì chiếc máy nó quá mỏng, chúng ta không thể có thêm một bất kỳ một cái cổng gì cả. Đây các bạn có thể nhìn. Khi ra mắt thời điểm năm 2015 thì đây là một chiếc máy mỏng nhẹ nhất thế giới của Apple đã từng sản xuất. Và nó là một sản phẩm gây ra sóng gió trên thị trường bởi vì nhìn thiết kế bên ngoài nó phải nói là quá đẹp. Đây thưa các bạn này, đây là bên trong của nó đây. Mặc dù là dòng sản phẩm màn hình 12 inch nhưng các bạn có thể thấy là cái bàn phím của nó thì cực kỳ tốt và nó rất là to. Có lẽ đây là một sản phẩm mà có bàn phím to nhất cho cái màn hình 12 inch. Và đây thưa các bạn, với màn hình Retina tuyệt đẹp luôn, 12 inch và rất đẹp Retina, mỏng nhẹ như này. Thì đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn đối với anh em dân văn phòng. Mà nói thẳng ra chiếc máy này thì chẳng có làm cái việc gì tốt hơn ngoài việc văn phòng. Bởi vì cái cấu hình của nó quá là bình thường luôn, giá của nó thì quá chát. Xe chuột các thứ của nó dùng cũng rất là ok. Nó chạy một hệ điều hành ổn định và có thể là chạy một cái hệ điều hành OS như một chiếc MacBook Pro hay bất kỳ chiếc MacBook nào, thì chạy cái phiên bản trên máy này vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo được mà không hề bị giật. Đây các bạn có thể nhìn. Phím thì lần đầu tiên Apple ra mắt phiên bản này thì nó gọi là công nghệ cánh bướm và hiện nay có phát triển trên các dòng sản phẩm MacBook Pro đều đang sử dụng bàn phím này. Thì Apple bây giờ đã phát triển lên là cánh bướm 3. Thực tế mà nói thì trải nghiệm dòng bàn phím này thì chúng ta sẽ không thể sướng bằng dòng cái bàn phím thế hệ cũ. Nhưng mà Apple đã hy sinh làm mỏng lên và to ra. Hay này, chúng ta bấm thực tế thì chúng ta phải làm quen một chút thời gian. Bàn phím này của nó dùng vẫn rất là sướng nhé các bạn nhé. Màn hình 12 inch Retina và vẫn có trang bị camera mic trên chiếc máy để chúng ta có thể gọi điện FaceTime và chat iMessage cho các bạn bè qua hình ảnh. Camera ở đây rất là LED. Touchpad thì làm cũng khá là rộng. Còn cấu hình của em này thì lại trang bị cực kỳ là bình thường. Nó chỉ là Core M vừa nãy mình đã giới thiệu anh em rồi và không hề có quạt tản nhiệt bên trong. Chính vì thế thì nó sẽ không đảm bảo để khả năng tản nhiệt cũng như xử lý những cái phần mềm quá nặng. Chính vì thế chiếc máy này chỉ phù hợp với anh em làm văn phòng bình thường. Ổ cứng của nó thì sẽ có từ dung lượng 256 đến 512GB là to nhất cho phiên bản này, kể cả phiên bản mới của Apple hiện nay vẫn là như vậy. Và RAM nó chỉ mặc định là 8GB. Đấy thưa các bạn. Nếu như các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem. Đây đó là chiếc MacBook Air. Với một thiết kế quá hoàn hảo, 15 nay không thay đổi về kiểu dáng. Từ form 2010, xin lỗi các bạn, là từ ý mình nói là 2010 thì đã có cái form như này rồi. Và đến bây giờ chuẩn bị hết năm rồi, vẫn chỉ có như này thôi.
Theo như thông tin ngoài lề cửa sổ của nhà mình thì đợt này Apple sẽ ra mắt phiên bản Mac Air mới. Theo như mình tưởng tượng thì chiếc Mac Air mới sẽ có cái viền màn hình mỏng hơn. Nếu tôi thực sự với các bạn thì chiếc máy này mà có thêm màu gold này, các màu mới như này thì phải nói nó là quá đẳng cấp và bán chắc chắn sẽ rất là chạy. Màn hình Retina mỏng hơn mà nó giữ được như này, một bàn phím như này và đầy đủ các cổng như này thì nói thực sự với các bạn thì Apple bán chiếc MacBook Air này cực kỳ đắt. Mà với mình thì phải màn hình 13 inch thực tế thì làm thì mới văn phòng thì mới ổn được, chứ nếu màn hình quá nhỏ thì chúng ta dùng lâu thì nó rất là mỏi mắt. Còn với trọng lượng bây giờ một chiếc MacBook Air này thì nó chỉ 1,37 kg, thời lượng pin 12 tiếng thì thực sự nó quá lý tưởng mà anh em làm văn phòng. MacBook Air thì giá thành của nó thì anh em biết là nếu ở thời điểm hiện tại thì chiếc QD32 2017 thì cũng giá bán khoảng 19 triệu đồng, QD42 khoảng 24 triệu đồng, có nghĩa là vẫn rẻ hơn New Mac. Nhưng mà nếu mà có trang bị màn hình Retina cho phiên bản MacBook Air thì thứ nhất là giá nó sẽ đội lên, và chắc chắn chiếc New Mac 12 mình vừa giới thiệu anh em thì nó sẽ không bán được. Đây chỉ là những cái thông tin để mình phỏng đoán thôi. Còn chiếc MacBook Pro mới này các bạn này, trọng lượng cũng chỉ tương đương một chiếc MacBook Air. Nhưng không biết là đợt này thì liệu có MacBook Air chẳng nhẽ lại nhỏ 12 inch hay là MacBook Air lại màn hình 13 inch giống kiểu như New Mac này mà lại nhỏ này thì cũng chả hiểu là như thế nào. Còn nếu mà 13 inch thì nó lại chạm chiếc MacBook Pro. Nhưng theo như mình thì Apple nó lên làm mới phiên bản MacBook Air 2018 hoặc 2019 gì đó thì chắc chắn đây là một dòng sản phẩm rất chạy. Nếu trang bị phần cứng tốt hơn New Mac thì MacBook Air chắc chắn là một sự lựa chọn mới cho anh em và cực kỳ là tuyệt vời. Đặc biệt thêm màu này nữa thì MacBook Air rất là đẹp. MacBook Air mà thêm những cái màu gray rồi hồng nhất thì chắc là các fan lữ nhìn nó thì ngất luôn. Đấy, rất đẹp đúng không các bạn? Các bạn thì theo như mình, sản phẩm New Mac chắc chắn tương lai Apple họ sẽ lược bỏ. Bởi vì thực tế thì đây một sản phẩm nếu như ở phân khúc giá tiền theo như mình nó quá đắt trên thị trường. Và với cấu hình hiện tại của nó thì chỉ làm những công việc cơ bản, chủ yếu là các bạn làm văn phòng, các bạn làm kinh doanh và một số phần mềm chỉnh sửa ảnh rất nhẹ nhàng trên phiên bản này thì có thể làm được. Riêng New Mac 12 thì chống chỉ định cho anh em mua về chơi game cũng như làm đồ họa hay là những cái sản phẩm liên quan đến những cái phần mềm mà dùng lặng trên sản phẩm New Mac 12 thì theo như mình nó sẽ không đáp ứng được. Và trong tương lai chắc chắn một phiên bản này sẽ được thay thế bằng phiên bản mới. Theo cái thông tin của mình đang tìm hiểu trên mạng internet thì tháng 9 này Apple sẽ ra phiên bản MacBook Air thế hệ mới. MacBook Air thế hệ mới thì mình nghe đâu sơn thì chắc chắn đợt này sẽ được nâng cấp lên màn hình Retina và có thể là sẽ có các màu gold này, silver này, hoặc là có thể là có màu mới đó là màu vàng hồng hoặc thêm một số màu cho phiên bản MacBook Air. Bởi vì theo như mình, nếu chiếc MacBook Air mà thêm được những tính năng của New Mac vào thì mình khẳng định chiếc New Mac 12 Apple chắc chắn sẽ không bán được. Thứ nhất là cấu hình của nó quá yếu, thứ hai là quá đắt và thứ ba rất kén người dùng. Bởi vì thực tế bản thân mình cũng là người từng bán những dòng sản phẩm này. Mình bán 100 con máy thì chỉ có 100 con sản phẩm của Apple nhá, sẽ có 50 sản phẩm của MacBook 13 inch và 20 sản phẩm MacBook 15 inch, có thể là hơn. Và MacBook Air sẽ chiếm khoảng 10 chiếc, nhưng New Mac chỉ chiếm có 1 chiếc. Bởi vì sao nó vậy? Bởi vì nó chỉ đáp ứng được những cái công việc cơ bản về văn phòng. Còn nếu anh em, các bạn mà có chấp nhận một chiếc máy đắt như vậy sử dụng các công việc cơ bản thì đây vẫn là một chiếc máy tuyệt đẹp cho anh em. Nếu mà nói về thiết kế của nó thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể chê vào đâu được. Đây vẫn là một trong những chiếc máy nhẹ nhất thế giới với thời lượng pin dùng khoảng 10 tiếng. Có nghĩa là chúng ta đi làm cả một ngày mà không cần phải sạc. Màn hình của nó quá đẹp, trọng lượng nhẹ thì đây là những ưu điểm lớn nhất cho một chiếc New Mac. Khổ lỗi là cái dòng sản phẩm này thì điểm yếu nữa đó là chỉ có một cổng duy nhất để chúng ta cắm ở đây. Nếu chúng ta cắm sạc vào thì khỏi phải cắm thêm một cổng gì. Còn nếu chúng ta phải cắm thêm một cái dock vào bên ngoài, cái thiết bị chuyển đổi vào bên ngoài thì cũng rất là phức tạp và lằng nhằng. Chính vì thế thì đây sẽ là một điểm trừ cho dòng sản phẩm New Mac. Còn chiếc máy này hoạt động thì anh em đều biết là không có quạt tản nhiệt. Hễ có chạy những cái phần mềm đồ họa nặng một chút hoặc là chơi game nặng một chút, máy nóng như lửa, không khác gì một cái chảo rắn trứng luôn. Chính vì thế khuyên cáo các bạn mua dòng sản phẩm này thì chắc chắn chúng ta không thể làm đồ họa hay chơi game những cái phần mềm gì. Việc duy nhất của nó về đó là chúng ta làm văn phòng này, chúng ta có thể làm kinh doanh và các bạn có thể đi công tác mang một chiếc máy này đi tiếp khách. Chúng ta có thể dùng để check mail và mọi thứ phần mềm chỉnh sửa ảnh chạy trên chiếc máy này được. Nhưng nằm nặng hơn một chút thì chắc chắn chiếc New Mac nó sẽ không đáp ứng được. Với lại màn hình 12 inch với mình, đối với dân văn phòng cảm thấy nó sẽ hơi nhỏ một chút. Hiện nay với cái tiêu chuẩn màn hình này thì chắc chắn chiếc iPad Pro nó sẽ thay thế cho em này.
Chỉ khác cái là chiếc máy này có thể chạy một cái hệ điều hành đầy đủ hơn so với chiếc iPad. Chính vì thế là một số bạn vẫn sẽ lựa chọn dòng này, đặc biệt là các bạn nữ dùng cái sản phẩm này theo như mình thì rất là ok. Và bây giờ chương trình phân tích về dòng sản phẩm Zenimax 12 của mình đến đây là kết thúc. Có những sản phẩm gì mới độc lạ hoặc là các bạn có những cái câu hỏi gì mà liên quan đến dòng sản phẩm của Apple hay laptop, cứ vui lòng comment ở những topic này, mình sẽ đọc và trả lời, quay những video ngắn gọn cho anh em như này. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.